Thế thì nó nói sao? Bữa anh bay ở bên đây mà trời. Bữa anh bay ở bên đây mà. Mình nó thấy nó luôn. Mẹ nó dễ dàng được đồng lực mấy mà. Mấy kỹ rồi đúng. Thì cũng kiểu tiền tưởng mới dám để chứ còn không thôi gió nó chuyện với An. Nào muốn mấy rá nữa không? Hôm bữa mấy rá mày cũng dễ sợ lắm mà. Mẹ đó. Mẹ là mày nhà, mẹ nói mày nhà chạy chỗ này nè, chạy chỗ này nè. Khô xe khô quá. Chỗ này nè, nè nè, đi qua cái môi nè. Tán chị bằng xe khô quá. Tính ra cái con kia dễ chịu ấy. Cái miệng cũng lua 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 nhưng mà cái tính là dễ chịu chứ không có. Lạ mẹ thấy sợ. Như mấy đi ô tô. Nó chơi cái bé đén hạng luôn cái gì. Bây giờ bà kêu bà lo mấy cái đó không đó. Gió ở đây là đã nhức đầu. Đầu đầu xa xa chi á. Cái kiểu học túng quẩn quá rồi với giá tao với còn nói đồng đâu mà đeo mong tiếng. Kiểu thái thì lấy tụ lòng thơm. Nói gì chả rồi không cho nhưng cho bình thường.
đâu. Ừ. Đôi lúc hiểu nhầm nữa mày. Không có bao nhiêu hiểu nhầm hồi nữa mày, mày còn nghĩ là có nữa. Thì đôi lúc cũng đoán thôi chứ không nghĩ, không chắc chắn 100% nhưng cũng không dám nói đâu. Mình để to xíu nó ngon mình giữ coi. Thì phải có nhà khoa học rồi nghiên cứu ấy chứ. Mình nó đau gì, nó đau miết chịu nổi. Không bị khóm thử chứ. Thì phải làm đi khám mới biết được làm bằng cách nào, làm cách nào. Bác sĩ nói đó, uống bộ não uống sắt thì thấy chị uống quanh nam thuốc khám mà. Đi mua mạch lâu nên chị không muốn lại nè. Thì cái tháng khỏe thì cái uống không uống cái này đâu. Mà em uống cái chuyện này. Không uống tổng hợp được chứ. Hay là nhà mình không uống miệng khỏe. Em muốn uống miếng thường xuyên mẹ cái bỏ trời không uống luôn. Như cái thuốc đó hồi xưa mẹ em cũng uống rồi đó. Uống một hộp xong rồi bưng ngon quá muốn nữa. Mũi chi dữ vậy? Cái đó giống mình như tìm thuốc ở nhà mấy người họ lò mà. Nhà em á là shop bay á là có bóp em. Làm từ nhỏ cũng như đi hồi xưa cũng đi học nghề đó. Không có đi. Không tiêm 3 mũi nữa, 2 ngày tiêm lần. Một cái thôi để bữa sau tiêm sẽ tiêm luôn. Làm mấy người đó làm ở bệnh viện huyện à. Huyện nó tỉnh. Chú tính ra lương của họ đâu có bao nhiêu đâu. Chứ còn họ chủ yếu là làm tư ở nhà với họ đi làm ngoài thôi. Có
kiểu họ làm theo giờ hành chính thôi chứ còn. Ông đó hả? Theo ghế hả? Thì đó. Đụng dạ sao? Bả ê hồn hổ đau. Cuộc đời. Mình không ghi. Bao nhiêu tuổi rồi? Năm mấy nhưng mà đẹp. Rồi bây giờ nuôi nuôi con kia hả? Bốn thằng luôn á. Bốn thằng. Ông ba thằng. Rồi đây cũng đẻ cái thằng luôn. Đem gì nuôi à? Đó bà ấy nuôi. Chu cấp hả? Tư thó phụ cấp. Chu cấp tôi qua lại chi gì đó. Thành ra em chỉ như hơi dạ vậy đó. Tính là con già cũng dễ á. Chị nói chung kiểu như hai vợ chồng cũng không có tình cảm như ngày xưa nữa luôn. Sống với con. Tôi có ba thằng, ba con cái, không có. Nhưng mà kêu, ba kêu nhà không có con cái, nhưng mình không có phước. Thấy kìa, hai phước.